vùng khí hậu vẫn được coi là khắc nghiệt ở Tây Bắc Việt Nam, vẫn tồn tại một tiểu vùng mưa thuận gió hòa. Ở nơi này có mưa đều đặn quanh năm, với những cơn gió lành thổi suốt bốn mùa. Một trong những tộc người sinh tụ lâu đời ở vùng đất tươi đẹp này là người Lự. Họ đã cùng nhiều dân tộc anh em khác khai phá đất đai, gắn bó với nhau bao đời nay để xây dựng một vùng biên cương của Tổ quốc. Dân tộc Lự có khoảng 5.000 người, sống tập trung chủ yếu ở hai huyện Phong Thổ và Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Tây Thái, ngữ hệ Thái Ca Đai. Bản của người Lự thường nằm trên các khu đất tương đối bằng phẳng và có nguồn nước để có thể canh tác lúa nước. Trung bình mỗi bản có 30 đến 40 hộ. Người Lự sống trong những ngôi nhà sàn hai mái, mái phía sau ngắn, mái phía trước dài hơn để che kín hàng hiên sàn và cũng để che mưa nắng cho chiếc cầu thang lên xuống duy nhất của ngôi nhà. Nhà chỉ có một cửa ra vào, luôn quay về hướng Tây Bắc. Bên nhà có vườn nhỏ trồng rau và cây ăn quả. Phụ nữ Lự cho đến bây giờ vẫn giữ tập quán nhuộm răng đen. Họ nhuộm răng ngay từ khi còn nhỏ. Với họ, nhuộm răng là thói quen của tổ tiên truyền lại và cũng là cách thể hiện vẻ đẹp. Khi đốt đoạn gỗ tươi của một loại cây, người ta lấy được chất nhựa bằng cách cho khói ám vào tấm kim loại. Nhựa cây đọng lại trên tấm kim loại sẽ được dùng để chát lên bề mặt hay hàm răng. Gỗ để nhuộm răng do chồng, cha hoặc anh của họ lấy về từ rừng. Người Lự cho rằng màu sắc và độ bền của răng nhuộm có liên quan chặt chẽ tới việc chặt gỗ nhuộm răng. Người ta chỉ chặt các đoạn gỗ vào ban đêm, trong những ngày đầu tuần trăng. Tập quán nhuộm răng có nguồn gốc từ những tín ngưỡng cổ xưa mà hiện nay chỉ còn thấy ở một số cư dân, trong đó có dân tộc Lự. Từ xa xưa, người Lự đã có tập quán trồng cây bông lấy sợi, tự dệt vải mặc. Các gia đình thường đặt khung cửi dưới gầm nhà sàn, mỗi nhà có đến 2-3 chiếc. Đây là một nghề phổ biến của phụ nữ Lự. Bông sau khi thu hoạch cũng như sợi và vải thô được người Lự dùng để trao đổi hàng hóa với các dân tộc khác xung quanh. Trồng dâu và nuôi tằm cũng là một trong những nghề truyền thống của người Lự. Dâu trồng bên bờ ruộng lúa, ven bờ suối hay trong vườn nhà. Người Lự dùng lá dâu non làm một loại rau trong các bữa ăn và để nuôi tằm. Từ sợi tơ tằm bóng mịn màu vàng hoặc trắng, phụ nữ Lự dệt thành các tấm vải hoặc pha trộn với sợi bông trong khi dệt hoa văn cho những tấm thổ cẩm để tăng thêm vẻ đẹp. Ngoài vải thô, người Lự còn dệt các loại vải có nhiều màu sắc và hoa văn tuyệt đẹp. Sản phẩm dệt của người Lự vì nhiều lý do đến nay vẫn chưa được nhiều người biết đến. Trước hết là bởi điều kiện giao lưu còn khó khăn nên chưa có thị trường. Dân tộc Lự giữ gìn được bản sắc độc đáo trong y phục truyền thống. Quần áo nhuộm chàm có trang trí các hoa văn đặc trưng. Bộ y phục phụ nữ thiết kế cầu kỳ với nhiều lớp vải, trang trí nhiều hoa văn và được gắn thêm các đồng tiền bằng kim loại. Bộ trang phục của đàn ông đơn giản hơn. Các đường diềm được làm bằng chỉ màu hoặc khâu đệm bằng vải khác màu.
dân tộc Lự rất quý khách và luôn thể hiện sự chu đáo với khách. Người Lự trong bữa ăn hàng ngày hay có món cá kiếm ở suối sông. Họ thích uống nước chè. Đàn ông thường hút thuốc lào. Trai gái Lự được tự do yêu đương. Tập quán gửi rể vẫn tồn tại trong hôn nhân. Người Lự sống tình nghĩa thủy chung. Vợ chồng rất ít khi bỏ nhau. Nếu trai bỏ vợ, gái bỏ chồng đều bị phạt nặng theo tập tục và không được cộng đồng ủng hộ. Trong các điệu hát mát, người Lự gọi là khắc. Tình yêu và lòng chung thủy được nhắc đến như là yếu tố khơi nguồn cảm hứng. Anh xuôi Mường Hung để mua cho mẹ đôi vòng tay. Anh ngược về Mường Chiên tìm than về cho cha rèn kiếm. Kiếm chém xuống suối, sao hình em không hiện ra. Kiếm chém vào cây vào đất, để thề quay lại cưới em về làm vợ. Những con suối ở vùng này không những chỉ là nguồn nước tưới cho các cánh đồng lúa của người Lự, mà còn cung cấp cá và rêu đá, những món ăn thông thường của họ hàng ngày. Những con mương được người Lự đào để dẫn nước từ suối vào tưới ruộng, cũng là để ngăn cản trâu bò, thú dữ phá hoại mùa màng ở đồng ruộng. Lúa nước, cây lương thực chủ yếu của người Lự, đã được canh tác từ xa xưa. Người Lự là một trong những dân tộc có tập quán ăn cơm nếp. Lúa nếp trồng ở cả trên nương, cả dưới ruộng nước. Kỹ thuật trồng lúa nước của người Lự cũng tương đối giống với các dân tộc ở xung quanh. Song người Lự chưa có thói quen sử dụng các loại phân bón, cũng không làm cỏ lúa. Nông nghiệp của họ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Ngô là cây lương thực quan trọng thứ hai sau cây lúa. Ngô được trồng trên nương, trong vườn nhà, xen lẫn các khu đất trồng rau và các loại cây ăn quả. Hạt ngô sau khi thu hoạch được phơi khô, cất trong chòi nhỏ cạnh nhà. Người Lự sử dụng ngô hạt để làm lương thực, chăn nuôi và chế ra loại rượu ngon đặc biệt. Ngoài lúa và ngô, người Lự còn trồng cây tràm để nhuộm vải sợi bông. Kỹ thuật nhuộm vải bằng lá tràm và nước tro hiện nay vẫn được người Lự sử dụng. Cây tràm được trồng trên nương, bên cạnh các khu vực trồng ngô và lúa nương. Người Lự theo đạo Phật, với họ khái niệm bun là quan trọng, chi phối họ theo hướng khích lệ làm việc thiện. Bun có nghĩa là hành vi đem lại điều tốt, lợi ích cho cá nhân hay cộng đồng. Sau khi chết một thời gian, linh hồn người chết được tang gia đưa vào chùa. Người Lự tin rằng việc làm ăn có sự trợ giúp vô hình của các siêu nhiên. Mỗi năm khi đã thu hoạch xong mùa màng, họ lại làm lễ để tạ ơn trời đất và các vị thần linh theo tín ngưỡng của người Lự. Trong quá khứ xa xưa cũng như ngày nay, người Lự luôn tự khẳng định bản lĩnh bản sắc của mình trước những thử thách của thiên nhiên, chiến thắng mọi khó khăn, đoàn kết với các dân tộc anh em, cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp. Dân tộc Lự đã và đang góp phần làm giàu cho quân tranh văn hóa muôn màu của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.